Đây là một cây giấy cổ ở Hải Phòng này, thì cái cây này nó đã có được một vài, tức là cái giống hoa này nó có được vài chục năm nay rồi, thậm chí là 40-50 năm rồi, thì có thể nói là nó là cái giống cổ ở đây. Thế mà cũng là một cây giấy, như cái cây giấy có những clip tôi nói là người ta phải chặt bỏ phá đi. Thế nhưng mà tôi nhặt những cái hoặc là mua những cái gốc thừa này về. Thế nhưng mà quý vị các bạn thấy không, chúng ta để có một cây hoa giấy đẹp như thế này ấy, thì chúng ta phải trồng ở trong chậu. Mà thậm chí chúng ta phải lưu ý là chậu không được để sát với lại mặt đất, và mặt đất dưới của ta phải là nền bê tông hoặc cái gì đó để ngăn không cho rễ chui xuống dưới. Và chúng ta chỉ cần giữ cái lượng đất vừa phải. Thí dụ như cái cây này gốc nó phải đến 10 phân đường kính, mà cái chậu nó đường kính có 70 thôi. Đấy. Và chúng ta sẽ chăm bón thường xuyên. Thí dụ như giấy ta này chúng ta chăm bón nó ít thôi, không cần phải nhiều như cái loại giống giấy mới. Giấy ta này ta chỉ cần bón vào khoảng độ 3 tháng đến 4, 5 tháng chúng ta bón phân một lần cũng được. Chúng ta sẽ có được những cái cây mà nó. Và cái thứ hai là muốn có răm nhiều như này, là thứ nhất là đầu tiên là chúng ta phải trồng trên chậu, thứ hai là chúng ta phải xém răm thường xuyên. Thế và hoa giấy có cái nhược điểm là chúng ta khi chơi ấy, là nó không có nắng, chúng ta gọi là ánh nắng, ánh sáng mặt trời trực tiếp đấy, mà nó chỉ được khoảng 3-4 tiếng trong ngày hay 2-3 tiếng ấy, thì hoa giấy sẽ không ra hoa được đâu. Thế còn như ở vườn tôi này, hoa giấy này là nhiều người cứ bảo là phải kích lọ kích kia, chứ thực ra chúng ta kích thích là chỉ được một lần trong một năm là đã nhiều rồi, nên không ai kích hai lần trong một năm đâu. Thế mà nếu mà năm nào cũng kích một lần thì cây cũng sẽ bại. Nhưng mà chúng ta sẽ trồng tự nhiên thì với điều kiện ánh sáng tốt, cộng với lại chúng ta chăm sóc thêm một chút, nhất là những cây giấy ta như này chúng ta chăm sóc chỉ vào khoảng 3-4-5 tháng chúng ta chăm sóc một lần thôi. Thí dụ như chăm sóc thì bằng phân NPK hay là phân chuồn quế hay là những cái phân hữu cơ khác. Thế vào đây chúng ta sẽ có được những cây đấy. Thí dụ như cây này chúng tôi cắt sửa này, đấy là nó không nó đấy, những cái răm mà nó gọn như này, và chúng ta vẫn phải trồng lên chậu. Dưới thì tôi kê này, đấy, và dưới là lề là không dễ không xuống được.